Sáng nay 22 tháng 5 tại huyện Simacai, Ban tổ chức tỉnh ủy công bố quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành và huyện Simacai. Tại hội nghị, đại diện Ban tổ chức tỉnh ủy công bố quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Trung Kiên, phó tránh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy Simacai khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung trao quyết định phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Trung Kiên. Mong muốn nhận nhiệm vụ mới, đồng chí tiếp tục đóng góp tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng Bộ, chính quyền, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.